Xin chào cả nhà, hôm nay mình đi ra vườn đó, mình quay cây series của Việt Nam á cho cả nhà coi ha. Ở Mỹ trồng cũng được nữa nè ha. Đó, trái nè, nó vô đầu mùa rồi đó, nó có mấy trái chín nè. Cái này trồng cỡ 2 năm rồi đó, mua cái này của chợ Lô á, ở bên Mỹ á cũng có bán nữa, chợ mấy chợ Lô với Home Depot rồi á, nó cũng có bán nữa. Đó, mấy trái nhìn nó đẹp không? Wow, rất đã ha. Cây cũng không có bự lắm. Đó. Cây này nó cũng chịu lạnh lắm, nó không có chết. Mùa đông nó cũng không có chết nữa. Mình trồng được 2 cây. Đó. 2 cây. Mà trái nó cũng có ít mà chứ không có nhiều. Tại vì mới mà. Bây giờ mình đi thu hoạch luôn ha, hái mấy trái chín luôn ha. Cây giờ mình đi thu hoạch luôn ha, mình hái mấy trái chín luôn ha. Trái này đẹp đẹp không? Này chỉ có 6 cái trái thôi à, ăn cho biết mùi trái cherry Việt Nam thôi chứ chưa có nhiều á, chắc năm tới nó mới nhiều nha. Ok, giờ mình tạm thời mình ngưng cái video.